Các bạn thân mến, hôm nay mình hướng dẫn các bạn sửa cái máy massage cầm tay. Massage này hiện tượng của nó là bị cháy dây ngay chỗ cái tay cầm đó các bạn. Cái massage này thì nó cũng giống như cái máy massage cá heo đó các bạn, nó sử dụng nút cơ ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở mấy con ốc ở trên này ra để mình sửa nha các bạn. Đó thì nó có những cái con ốc ở phía trên này thôi các bạn. Ốc này mới đầu mở thì nó cũng cứng đó nha các bạn. Đó, mình dùng cái vít nhỏ này các bạn, mình quặn nó dễ hơn ha, nó có lực hơn các bạn. Máy này cũng sử dụng thường như cái máy cá heo thôi các bạn ha. Có nhiều loại thì nó cũng giống vậy nhưng mà nó dùng điều khiển bằng điện tử các bạn. Có nghĩa là những cái nút bấm mình bấm có nhiều chế độ hơn ha. Và nó đổi cách rung tùm lum hết các bạn ha. Còn cái này thì nó xài nút cơ thì nó chỉ có hai chế độ thôi các bạn. Một là mạnh, hai là chậm hơn một chút, rồi ba là tắt rồi ha. Rồi bây giờ mình mở hết đó ra các bạn. Bây giờ mình cậy nó ra ha, nó cũng hơi cứng nha các bạn. Đó, mình cậy nhẹ nhẹ nó ra. Đó, ở trên nó là có nguyên cái cục motor cũng y như cái massage cá heo thôi các bạn ha. Rồi ở phần dưới nó cũng có cái con tắt nữa các bạn. Đó, đường dây của nó này các bạn, nó còn ép qua hai cái con ốc, nó có miếng nhựa nó bắt nó chặn vô này các bạn ha, để cho dây đừng có tuột ra đó các bạn. Dây thì nó cố định chắc nhưng mà khi mình dùng đó các bạn, mình lắc qua lắc lại riết thì ngay cái cổ này nè, đó nó bị cháy này các bạn, lắc qua lắc lại riết nó cháy ha. Nếu thay dây thì các bạn hàn ngay chỗ này nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở hai con ốc này ra các bạn. Con ốc này nó bắt vào nhựa nó cũng nhẹ thôi các bạn ha, để nó chặn giữ cái cọng dây cho đừng có lúc lắc các bạn. Với lại lúc mình lắp ráp vào thì nó cũng dễ hơn, nó không có bị cấn các bạn ha. Nếu các bạn không thay dây thì các bạn cắt cái khúc nó cháy rồi các bạn dời nó lên trên này hàn tiếp ha. Còn ở đây mình thay cọng dây mới cho các bạn. Mình sẽ dùng sợi dây này là của nồi cơm điện các bạn ha. Dây này nó rất là tốt luôn các bạn, mình sử dụng rất là nhiều thứ rồi các bạn ha. Dây này mình đã sử dụng rồi nha các bạn, nên mình thấy nó rất là dai, rất là tốt luôn các bạn. Các bạn mua loại hai lỗ nè ha, cái loại này nè các bạn, dây nó rất là dai và dây đồng của nó cũng bự các bạn. Còn cái dây ba lỗ thì nó lại không tốt bằng nha các bạn. Đó, các bạn có thể hàn ở trên cái mặt in luôn cũng được. Thì các bạn phải gỡ cái mặt in ra ha. Còn đây nếu các bạn làm biến thì các bạn cắt so le ở chỗ này các bạn hàn luôn cũng được. Vì khi mình lắp vào thì cái vỏ nhựa này nó sẽ che đậy rồi các bạn. Với lại mình quấn băng keo hoặc là ống ruột gà ở trong rồi thì nó cũng rất là an toàn thôi các bạn ha. Rồi trước khi hàn như thường lệ thì mình phải xi chì hai cái đầu này nha các bạn ha. Đó, các bạn phải xi chì vào hai cái đầu dây thì các bạn hàn nó mới dính chắc và nó nhanh, nó dễ dính được các bạn. Còn nếu như trường hợp ở nhà các bạn không có mỏ hàn thì các bạn cũng có thể cắt ra, các bạn xoắn hai cái đầu lại rồi các bạn quấn băng keo lại cũng được ha. Còn nếu như các bạn có mỏ hàn thì các bạn hàn thì nó sẽ chắc hơn và nó dẫn điện tốt hơn các bạn ha. Vì mình sử dụng lâu ngày á, nó không có bị rỉ sét ra các bạn. Vì trong tay mình nó có mồ hôi á, khi các bạn nắm các bạn xoắn vào thì quấn băng keo vào thời gian là nó cũng bị tan sét ra các bạn. Còn mình hàn như vậy thì nó chắc cú hơn ha. Các bạn hàn sao le như vậy thì các bạn quấn băng keo hay là có ống ruột gà thì nó cũng không có sợ chạm nhau nha. Rồi, ở đây mình sẽ dùng băng keo mình quấn nha các bạn. Còn những người vùng quê của mình nó có người ta còn dùng bọc ni lông người ta quấn cũng được nha các bạn, miễn là nó cấp điện tốt là được ha. Đó, mình dùng băng keo mình quấn các bạn ha. Các bạn có thể quấn 2 giây một lượt cũng được luôn, tại vì cái này mình hàn so le một khoảng cách rất là xa các bạn, cho nên không thể nào nó chạm nhau được ha. Rồi mình đã quấn băng keo xong rồi các bạn ha. Đó, mình sẽ ép cái cọng dây nào vào y như cái đường cũ của nó các bạn. Rồi mình sẽ dùng cái miếng nhựa của nó nè, mình chặn lên ha. Đó, mình quặn hai con ốc lại để cho nó giữ cái dây này, nó đừng có lúc lắc với lại nó đừng có cấn khi mình ráp vào các bạn.
ốc này nó bắt vào nhựa cho nên nó cũng dễ ha, các bạn bắt méo một tí thì cũng không sao ha, các bạn ép là nó đứng ngược lại thôi ha. Đó, mình bẻ nó ra cho nó ngay các bạn, mình bắt ốc vào ha. Mình cũng đang sử dụng cái máy massage con cá heo các bạn, và hồi lúc mới mua về là mình đã thay cái cọng dây này rồi các bạn. Mình thấy cái cọng dây này nó cái ruột đồng của nó cũng lớn các bạn, nó dùng cho nồi cơm điện mà, rồi cái nhựa của nó rất là dai luôn, kéo mà lục là các bạn cắt nó không đứt luôn á. Mình dùng này cũng mấy năm rồi các bạn, dây nó vẫn tốt ha. Mình cũng dùng thỉnh thoảng thôi chứ cũng không phải là dùng nhiều các bạn ha. Đó, mình đã bắt chặt nó vào này các bạn. Đó, mình ép nó ra đằng sau nè. Đó, rồi cái nắp trên đậy vào là được các bạn ha. Lúc đầu mình cứ nghĩ là cái khúc dưới đít đó các bạn là nó phải có một cái miếng nhựa để nó gài vô cái gờ của cái vỏ các bạn, để nó chặn lại ha, cho dây đừng có giật, đừng có tuột ra các bạn. Nhưng mà với cái này thì nó có cái miếng nhựa nó chặn ở trong là cũng được rồi các bạn. Rồi bây giờ mình lắp vào các bạn ha, lắp vào thì nó cũng có cái khuôn sẵn hết rồi, các bạn chỉ để ngay là các bạn thả nó vào là được thôi ha. Đó, để ngay thả vào là nó xong thôi. Còn khúc dưới này thì cái đường dây của nó mình đã cho nó đi theo cái đường cũ của nó rồi các bạn, cho nên các bạn cứ đậy vào là nó vừa hết luôn. Rồi bây giờ mình chỉ việc bắt ốc rồi đó các bạn. Các bạn bắt con ốc ở dưới cùng này trước ha, để cho nó giữ cái dây này nó đừng có lệch qua lệch lại các bạn. Cái này nó dùng con ốc cũng hơi nhỏ các bạn, thành ra các bạn dùng cái vít ba ke lớn thì nó lại không vừa nha các bạn. Nó xài vít ba ke nhỏ ha, hoặc là các bạn có thể dùng cái vít dẹp cũng được. Ốc nó nhỏ nhưng mà nó lại hơi dài các bạn, thành ra các bạn dùng cái vít có lực để bạn quản thì nó nhanh hơn ha. Thay cọng dây này thì rất là đơn giản, các bạn ở nhà thì các bạn cũng có thể tự thay được luôn. Cái massage cơ này các bạn thì nó cũng rất là đơn giản ha, nó cũng chỉ có cái motor rồi cái công tắc với lại cái đường dây thôi các bạn, rồi nó sử dụng điện 220 luôn, rồi thành ra các bạn ở nhà cũng có thể sửa được ha. Còn cái massage mà nó dùng cái mạch điện tử các bạn thì đó hơi khó ha. Nếu mà nhà các bạn có cái massage mà nó dùng bằng điện tử á, thì các bạn phải có đồng hồ để đo ha, và các bạn cũng phải hiểu biết về nó thì các bạn hãy nên sửa nha. Còn nếu mình không chuyên thì có thể mình mang ra tiệm nhờ người ta kiểm tra giùm các bạn ha. Rồi mình đã lắp xong rồi, bây giờ mình thử nha các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc rồi ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.